Minh Phi xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin FBNC Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Chứng khoán tiếp tục giảm điểm, thanh khoản thị trường suy giảm. Năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Long An, lượng doanh nghiệp Nhật vào khu công nghiệp Long Hậu tăng đột biến. Vâng, mở đầu bản tin trong nước kỳ này, biên tập viên Phương Lan sẽ chuyển đến quý vị những tin tức liên quan đến thị trường tài chính trong nước. Xin mời Phương Lan. Phương Lan xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước thì trong năm 2012, cán cân tổng thể có thể đạt thặng dư kỷ lục khoảng 10 tỷ đô la, cao hơn rất nhiều so với những dự báo được đưa ra trước đó. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, cán cân vẫn lai sau khi thâm hụt liên tục ở mức cao trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010, thì trong năm 2011 đã chuyển sang thặng dư kỷ lục trên 8 tỷ đô la. Điều này chủ yếu là nhờ vào tình trạng nhập siêu kéo dài đã được khắc phục và chuyển sang thặng dư lớn ở mức gần 9 tỷ đô la. Nhờ đó mà cán cân tổng thể năm 2012 được dự báo đạt thặng dư kỷ lục khoảng 10 tỷ đô la. Cũng theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đã mua vào một lượng lớn ngoại tệ và dự trữ quốc tế tăng lên hơn gấp đôi so với hồi đầu năm 2012. Theo đó đã cung ứng ra thị trường một lượng lớn nội tệ mà không gây áp lực lên lạm phát, góp phần giảm căng thẳng thanh khoản, duy trì thị trường ngoại hối, tỷ giá rất ổn định trong suốt cả năm 2012. Và bước sang năm 2013, chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được điều hành một cách linh hoạt, chặt chẽ, dự trữ ngoại hối nhà nước đã ở mức cao và dựa trên những dự báo, cán cân thanh toán của Việt Nam tiếp tục đạt thặng dư. Theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN giai đoạn năm 2012-2015, PVN phải cổ phần hóa và thoái vốn tại hàng loạt các doanh nghiệp thành viên. Theo đó sẽ chỉ có Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí PVEB là PVN tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ, còn lại sẽ phải cổ phần hóa và giảm phần vốn nhà nước nắm giữ. Trong một dịp trả lời báo chí mới đây của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ liên quan đến thị trường chứng khoán, thì ông Huệ cho biết trong năm 2013, nhiệm vụ số 1 sẽ là tiếp tục ưu tiên hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển hiệu quả, lành mạnh, không chỉ trong ngắn hạn mà cả dài hạn. Và để nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao, đòi hỏi không chỉ riêng Bộ Tài chính mà cả các cấp quản lý khác cần tạo điều kiện tối đa cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm nay, do chính sách có độ trễ nên có nhiều dự báo và thị trường chứng khoán chưa thể có những bứt phá lớn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì thị trường chứng khoán trong năm 2013 sẽ tiếp tục tăng trưởng khá hơn năm 2012. Và thực tế thì thị trường đang có đà phát triển tốt hơn, không chỉ trong năm nay mà cả cho giai đoạn sắp tới. Chuyển sang những tin tức về thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch ngày đầu tuần 21 tháng 1, thì việc thị trường chứng khoán đang trong nhịp điều chỉnh đã khiến cho tâm lý chốt lời của nhà đầu tư tiếp tục chiếm ưu thế. Trong khi đó, bên mua vẫn tỏ ra khá thận trọng trong giao dịch, đã làm cho thanh khoản toàn thị trường giảm hẳn so với những phiên trước đó. Giao dịch chỉ đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Đóng cửa là phiên giao dịch ngày đầu tuần thì VN Index đã giảm 1,4%, còn 447,79 điểm với thanh khoản toàn sàn đạt hơn 930 tỷ đồng và trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 30%. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội thì sắc xanh chỉ được duy trì vào thời điểm đầu phiên, sau đó thì chỉ số HNX Index đã lao dốc hẳn và dễ dàng rơi khỏi mốc 62 điểm. Các mã chủ chốt tại sàn này cũng không có những biến động lớn trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và khép lại phiên giao dịch ngày 21 tháng 1 thì HNX Index đã giảm 1,43%, còn 61,16 điểm với thanh khoản toàn sàn đạt gần 395 tỷ đồng. Và tiếp theo đây thì Phương Lan xin mời quý vị cùng đến với một cuộc trao đổi ngắn cùng anh Phạm Anh Tú đến từ công ty chứng khoán Đông Á để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những chuyển động của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Vâng, đầu tiên xin cảm ơn anh Tú đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và có thể nói là hôm nay lại là một phiên giảm điểm nữa. Và hình như là phiên giảm điểm này đã nằm trong sự dự đoán của rất nhiều các chuyên gia trong ngành chứng khoán. Và cũng không có gì bất ngờ. Và tâm lý của nhà đầu tư vẫn tiếp tục là bán chốt lời. Anh nhận định như thế nào về diễn biến của thị trường trong phiên hôm nay ạ? Chúng ta thấy là thị trường mặc dù hôm nay giảm điểm, nhưng tôi vẫn thấy một số tín hiệu tích cực về cuối phiên.
Việc mà thị trường điều chỉnh sau một thời gian tăng dài là chuyện các nhà đầu tư của chúng ta cũng đã quen thuộc, và đúng như là những cái nhận định của chúng ta là đã rất nhiều nhà đầu tư chốt lời. Tuy nhiên là chúng ta vẫn nhận thấy là cái thanh khoản của thị trường vẫn đang duy trì được ở mức rất là tốt, cả trên sàn thành phố cũng như sàn Hà Nội. Điều đó chứng tỏ là dòng tiền ngắn hạn có thể đang chốt lời nhưng không rút ra khỏi thị trường và đang chờ đợi cơ hội để mua ở một cái vùng giá hợp lý hơn. Chúng ta thấy là ở cuối phiên ngày hôm nay thì có một cái diễn biến rất là tích cực, tức là khối nước ngoài họ đã giải ngân mạnh hơn vào cổ phiếu của ITA, khi mà ITA đã khớp cổ phiếu khớp với giao dịch là khoảng gần 6 triệu cổ phiếu thì nước ngoài đã mua trên 2 triệu. Ngoài ra thì khối ngoại vẫn giải ngân vào những cái cổ phiếu blue chip, ví dụ như là SSI hoặc là Vietcombank ngày hôm nay. Thì tôi nghĩ là cái việc điều chỉnh như vậy là hợp lý. Và về phân tích kỹ thuật thì chỉ số VN Index ở ngưỡng 440 là ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh. Cái vùng 430 đến 440 là vùng hỗ trợ rất mạnh. Và tôi tin là các nhà đầu tư đã chốt lời trong những ngày điều chỉnh vừa qua sẽ mua lại các cổ phiếu ở cái vùng Index là 430 đến 440. Như vậy thì dựa vào những gì anh nói thì thị trường nhịp điều chỉnh này sẽ sớm hồi phục trở lại. Tôi nghĩ là về sự điều chỉnh có lẽ là sẽ không mạnh cho những phiên tiếp theo, và có lẽ thị trường của chúng ta sẽ có một vài phiên tích lũy, tức là chỉ số sẽ không giảm điểm mạnh và có sự phân hóa, có cổ phiếu vẫn tăng điểm và có cổ phiếu vẫn giảm điểm. Vì chúng ta biết là hôm nay những cổ phiếu mà ra báo cáo lợi nhuận quý 4 tốt thì đã có mức tăng điểm khá là tích cực, ví dụ như là Sacombrio, ví dụ như cổ phiếu của Hoàng Quân và một số doanh nghiệp như vậy. Nên là tôi tin rằng thị trường sẽ lấy lại cái đà tăng sau một vài phiên nữa. Như vậy theo anh thì đối với những chuyên gia họ cho rằng là hiện tại thì nhà đầu tư nên khoan giải ngân và đứng ngoài thị trường để xem xét, rồi sau đó cân nhắc giải ngân sau. Như vậy thì nếu mà họ làm như vậy thì họ có bị lỡ đi cái cơ hội mà kiếm lợi nhuận nhiều hơn không ạ? Tôi cũng nghĩ là với thị trường đang vào một cái xu thế diễn biến tích cực như thời điểm hiện tại, chúng ta thấy là ngay cả Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã có những nhận xét rất là tích cực cho thị trường chứng khoán. Và với những cái chính sách vĩ mô về tỷ giá giữ ổn định, giữ chữ ngoại hối ở mức tốt, lãi suất thì đang trên đà giảm, thì tôi tin là cái chu kỳ tăng điểm thị trường trong 2013 sẽ kéo dài. Và những cái đợt điều chỉnh như thế này thì là những cái đợt điều chỉnh mang tính tích cực ngắn hạn để tạo thêm cái tính tích lũy và vững mạnh hơn cho thị trường. Chính vì vậy mà cái chiến lược của các nhà đầu tư hiện tại nên chia cái danh mục của mình ra theo những tỷ lệ khác nhau. Tức là họ có những cái tỷ lệ để đầu tư họ nắm giữ dài hạn hơn, và có những cái tỷ lệ để họ lướt sóng. Thì như vậy là các nhà đầu tư sẽ không bị bỏ lỡ những cái sóng ở trên thị trường và tối ưu hóa được cái vốn cũng như là tối ưu hóa được cái danh mục đầu tư của mình trong năm 2013. Anh đánh giá như thế nào về những cái nhóm ngành mà có cái tiềm năng, có sức bật tốt trong năm nay ạ? Thực ra thì có một cái lịch sử cũng đã chứng minh là đối với thị trường chứng khoán thì những nhóm ngành nào hoặc những cổ phiếu nào đã giảm điểm rất là mạnh thì khi thị trường phục hồi những cổ phiếu đấy sẽ tăng điểm với cái tốc độ như mà nó đã giảm. Thì trong 2012 chúng ta thấy là lĩnh vực bất động sản là một trong những lĩnh vực đã chịu nhiều ảnh hưởng từ các cái chính sách, và các cổ phiếu của những cái doanh nghiệp này thì đã giảm rất là sâu. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là trong 2013 thì nhóm ngành bất động sản sẽ là nhóm ngành có sự phục hồi càng mạnh mẽ vào thời kỳ cuối năm 2013 và những năm sau đấy. Thì tôi nghĩ là các nhà đầu tư nên theo dõi những cái mã bất động sản tốt, ví dụ như Sacombrio có báo cáo quý 4 đã có lợi nhuận, hoặc là như cổ phiếu của một vài doanh nghiệp như Đất Xanh hay Hoàng Quân. Thì tôi nghĩ là đấy là những doanh nghiệp mà chúng ta có thể xem xét để đầu tư. Thế còn những nhóm ngành như là chứng khoán hoặc là ngân hàng thì sao ạ? Thực ra thì về chứng khoán hay ngân hàng thì tôi nghĩ là khi thị trường chứng khoán phục hồi thì những nhóm ngành sẽ dẫn dắt thị trường, thì hầu như chúng ta thấy là nhóm bất động sản hay là nhóm tài chính ngân hàng và chứng khoán. Thì cái việc này sẽ cũng sẽ tốt cho những nhóm ngành này. Tuy nhiên cái ý tôi đang nói là cái đà phục hồi và cái tốc độ phục hồi thì do là trong 2012 thì nhóm bất động sản đã bị ảnh hưởng quá lớn và giá cổ phiếu gần như là đã giảm đến những cái mức rất là rẻ, và chúng ta đã không thể tưởng tượng được nếu như mà chúng ta đã trải qua cái thời kỳ 2006-2007 thì giá những cổ phiếu này ở trên mức rất là cao. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là đối với những nhà đầu tư mà có nguồn vốn dài hạn tính theo đơn vị là 5, đối với những nhà đầu tư trong nước có thì có thể giải ngân vào nhóm bất động sản này. Dạ vâng. Còn liên quan đến hoạt động của khối ngoại thì có thể nói là trong thời gian gần đây thì khối ngoại đã mua ròng rất là nhiều, và hình như là có dấu hiệu giảm dần trong những phiên gần đây, thì anh đánh giá như thế nào về điều này?
Tôi nghĩ là về năm nay thì các cái quỹ đầu tư nước ngoài có vẻ như họ đang tích cực giải ngân vào việc thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta cũng thấy có nhiều quan điểm vì năm 2012 là năm mà PE của thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số PE đã xuống mức rất là thấp. Trong khi những thị trường lân cận ví dụ như Thái Lan hay Indonesia thì thị trường chứng khoán của họ vẫn tăng trưởng tốt hơn. Chính vì vậy mà các quỹ nước ngoài đang đổ tiền và rút ở những thị trường đã tăng trưởng của năm ngoái và chuyển sang những thị trường mà năm nay đang ở mức thấp nhất. Thì tôi cho là họ sẽ tiếp tục giải ngân. Tuy nhiên là họ giải ngân thì cũng có những định kỳ khác nhau và theo cái chiến lược riêng của họ. Và chúng ta cũng biết là có từ cái thời điểm đầu năm đến đây thì cái tác động của các cái nhà đầu tư nước ngoài cũng rất là lớn trong những phiên tăng điểm mạnh của VN Index. Vậy thì anh kỳ vọng gì về dòng vốn ngoại trong năm 2013 này? Tôi cho là với những cái ổn định vĩ mô và với những cái việc mà họ đã đánh giá là chúng ta đã điều hành tốt hơn chính sách tiền tệ và những cái chính trị của chúng ta ổn định thì tôi tin là dòng tiền của nước ngoài sẽ tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam mạnh hơn nữa sau khi những cái quỹ trước đây thì có thể là sẽ 2012 đến 2014 là đến thời điểm họ Đúng rồi. đóng quỹ thì chúng ta có sẽ kỳ vọng vào những quỹ mới, những cái quỹ mở có thể là với cái nguồn vốn lớn hơn nữa cho cái thời gian sắp tới. Cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Và tiếp theo đây thì Phương Lan xin mời quý vị đến với những thông tin liên quan đến tình hình tỷ giá cũng như giá vàng trong nước trong ngày 21 tháng 1. Ngay sau đây Minh Vi xin mời quý vị đến với hai nội dung đáng chú ý của phần tiếp theo. Năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hỗ trợ thị trường địa ốc tập trung vào nhà ở xã hội và nhà thương mại.